Chào các bác nhá. Shop bán phụ kiện săn bẫy, phụ kiện đi rừng cho anh em. Xin gửi lời chào toàn thể mọi người. Hôm nay giới thiệu với anh em mấy cái mẫu túi, túi ngụy trang, túi đi rừng, túi đựng phụ kiện nhá. Đầu tiên là cái túi đeo vai nhá, túi đeo vai cái này ấy, thì thông số của nó là nó sẽ rộng khoảng 25 cm, rộng 25 cm này, cao 20 cm. Nó có rất là nhiều ngăn. Cái ngăn đầu tiên là ngăn ngoài này nhá. Đây, một ngăn này, hai ngăn, ba ngăn, có bốn ngăn nhá, bốn ngăn. Cái này là chất liệu vải rất là dày. Cái chất liệu vải rất là dày này. Diện tích cũng là to. Cái này thì đựng được nhiều thứ, giúp cho các bác đựng được loa điều khiển từ xa. Ví dụ như bộ loa này, các bác đựng cả vào trong này được. Bộ dò bẫy hay là điện thoại hay là phụ kiện nhá. Đấy, cái túi này thì cũng, diện tích của nó rất là rộng. Đấy. Thế còn về hình thức đeo của nó là nó có cái dây. Dây như này. Thì anh em sẽ đeo vào vai, đeo như này. Đeo vai như này. Hoặc là đeo chéo sang như này nhé. Thế đây là cái túi đeo, gọi là túi đeo vai nhé. Đấy, các bác lưu ý kỹ. Các bác muốn mua túi này thì các bác nói là mua túi đeo vai. Nha, túi đeo vai này. Đây. Màu là như này nhá. Có 5 ngăn. Đấy, diện tích là 25 này, 20 này, đựng được khá nhiều đấy, nguyên cả cái hộp loa được thả trong này đấy. Để cho các bác hình dung thấy là nó như nào nhé. Thì anh em mình thường đi săn bẫy có mấy bộ giò, có chai nước, có ví tiền, có thuốc lá, có hộp quẹt là sẽ thả vào đây được cả nhé. Đấy. Thì đây là cái túi gọi là túi đeo vai nhé. Đó, túi đeo vai nhá. Đây là túi đeo vai này. Tiếp theo là cái túi gọi là túi đeo hông. Túi đeo hông cho anh em đi rừng. Túi đeo hông này thì là cái kết cấu đeo của nó là đeo bằng cái dây này, thắt ngang qua bụng của mình. Và cái dây này để giúp các bác có thể là điều chỉnh được cái kích cỡ to nhỏ tùy theo cái vòng bụng của mình nhé. Tùy theo cái vòng số đo vòng bụng của mình là các bác điều chỉnh nhé. Đó. Gọi là phụ thuộc vào số đo vòng 2 đấy nhé. Đây, tôi đeo cho các bác xem này. Cái này thì bụng tôi hơi nhỏ, tôi sẽ phải co nhỏ nữa lại nhé. Cái này thì các bác cứ điều chỉnh làm sao cho nó vừa thôi. Điều chỉnh làm sao cho nó vừa bụng của mình thôi. Đó, nhé. Túi này gọi là túi đeo hông. Đấy, túi đeo hông. Cái này thì đây này, diện tích cũng khá là rộng, nó là hình vuông. Hình vuông này. Nó cao 20 phân này. Cao 20 phân, rộng khoảng 15 phân. Những cái ô ngoài này thì gọi là cái ô trang trí thôi. Giúp các bác có thể để được hộp quẹt, để được bao thuốc nhé. Đó là hình thức trang trí như này. Nhá. Hai ngăn ở phía ngoài. Có một ngăn khóa ở trên này. Thì cái này là sẽ giúp các bác để được cái tài liệu giấy tờ chẳng hạn nhé, hoặc là tiền. Cái ngăn chính là ngăn đựng được nhiều phụ kiện đấy. Cái này khá là to ấy, đựng được cả cái loa điều khiển từ xa vào được. Rồi mấy bộ giò bẫy là có thể để được hết nhé. Thế đặc biệt nhé. Đặc biệt là nó sẽ có thêm cái ô bên này này, giúp cho các bác thả được một chai nước vào đây. Đó, thả chai nước vào đây. Đó, thắt cái này lại này, muốn bao nhiêu thì quay thắt lại nhé. Đó, đặc biệt là thả cả chai nước vào đây. Thì cái này gọi là cái túi đeo hông có chai nước nhé. Các bác muốn mua cái túi này thì nói là tôi mua cái túi đeo hông mà có cái ô đựng chai nước nhá. Đây là cái túi đeo hông, kết cấu như này nhá các bác nhá. Đó, màu thì hiện tại là còn màu vàng này, màu dần di thì nó hết hàng rồi, mấy hôm nữa sẽ có màu dần di. Thì đây là cái túi đeo hông. Cái tiếp theo để cái phụ kiện cho các bác đi rừng đó là cái ba lô. Cái ba lô to, ba lô này là ba lô to nhất nhá, diện tích to nhất này. Cao, nói chung là cái này tôi thì to áng chừng thôi, cao là 50 phân nhá, 50 phân này. Cái bề ngang của nó là 40 phân. Với cái ba lô này thì các bác đựng được rất là nhiều dụng cụ, đủ các thứ luôn. Đây. Còn ví dụ điển hình nhất như là các bác có cả cái nào như này.
cả cái nào này các bác thảo ở đây được. Đấy. Đấy nhá. Thế ngoài ra các bác dụng cụ gì nó nhiều hơn thì không nói, nhưng ví dụ như cả cái nào to như vậy mình vẫn thả vừa. Và cái này các bác quan sát kỹ giúp tôi này, cái này làm rất là dày dặn chắc chắn nhá. Cái bản mà bản đeo lên vai này, cái bản vải này, bản to này, bản to để lên vai rất là êm. Dây này, này các bác có thể là co lại dài ngắn tùy theo cái khoảng cách lưng của mình nhé, cho nó phù hợp. Đấy. Đây nhá. Khi các bác mà không đeo vai thì sẽ có cái quai sách này cho các bác, sẽ có quai sách tay như này. Đối với cái mẫu này thì hàng rất là đẹp luôn, chắc chắn. Đấy, nhá. Đây là dành cho anh em đeo vai, gọi là Bano nhé, Bano đi rừng, Bano đi rừng cái mẫu to, đây rừng mẫu to. Thì đây để anh em mời các bác xem chi tiết của nó này, rất là nhiều ngăn. Cái ngăn ngoài cùng này thì giúp cho các bác đựng những cái dụng cụ gì mà cần thiết lấy nhanh, không có khóa thả vào đây luôn, cần thiết mình sẽ lấy được luôn nhé. Cái ngăn tiếp theo là sẽ có khóa này các bác này, đây có khóa này các bác, đây, ngăn thấp hơn, các bác giúp các bác đựng phụ kiện nhỏ này, là ngăn thứ hai. Ngăn thứ ba là cao hơn. Đây. Đây ngăn này thì sẽ sâu tận đáy, rất là sâu. Nó đựng được rất là nhiều thứ nhá. Đây này các bác nhìn này. Lớp nào cũng là vải kaki lá cây hô hết nhá. Đây lớp ngoài kìa. Lớp ngoài này. Ở trong này. Hai lớp nữa các bác nhá. Nguyên cái này thôi là hai lớp này. Hai lớp đấy. Đây không, tiếp theo đến cái thành này. Này là một lớp tiếp này. Đến thành trong này này, lại là một lớp nữa các bác nhá, lớp nữa. Ở giữa là cái lớp nỉ dày nữa. Lại tiếp theo. Đây. Tiếp theo đây. Lại là trong này là lớp nữa nhá. Nếu tính là lớp vải thì rất là nhiều lớp. Đấy. Dày dặn chắc chắn. Xong tới cái ngăn chính. Đây tới ngăn chính. Ngăn chính này thì diện tích là cực kỳ là lớn rồi. À, rất là lớn này rồi. Đấy, to cực kỳ luôn nhá. Rất là to. Đấy, nhá. Đây là cái khoang chính nhá. Bên sườn. Hai bên sườn này là có hai cái ô để đồ nhanh. Cái này thì các bác có thể là cắm chai nước ở đây này. Cái này cũng là vị trí để chai nước chẳng hạn. Đấy, bên cạnh này. Hai bên đấy nhá. Bên này cũng có. Cái này thì là may rất là chắc chắn. Các bác nhận được hàng này thì đảm bảo không phải chê điểm gì hết. Đây tôi cái lột ở phía sau trong cho các bác xem này. Là nó may rất là kỹ càng cẩn thận nhé. Đây. Viền trong này cũng là vải ốp vào để may viền chống tua nhé. Đây trong đáy này nhé. Đấy cái này là rất là chắc chắn. Thì bây giờ các bác tôi quay chậm một chút thì các bác xem kỹ cái kết cấu của nó, cái ba lô nó như thế nào. Thì các bác cảm thấy ưng ý thì các bác liên hệ với shop để các bác đặt hàng nhá. Đây là mấy cái mẫu túi ba lô cho các bác đi rừng cơ bản. Thế ngoài ra thì các bác nhìn thấy này, shop còn rất là nhiều các phụ kiện khác. Loa bẫy chim, loa mồi chim, ống nhòm, giày ngụy trang, là ngụy trang, quần áo ngụy trang, đủ các mẫu. Mong nhận được sự ủng hộ của anh em dành cho shop nhá.